Tường Phan có nói với Trâm là Trâm ơi, em qua Ấn Độ em quay đi, đẹp lắm mà quay dễ lắm. Cầm một cái máy hai ba người qua Ấn xong em mua cái sari bên đó mình đi vòng vòng là mình quay được rồi. Rẻ lắm Trâm ơi, rẻ lắm. Dạ em đã bị thuyết phục. Em đã bị thuyết phục với cái sự nhiệt tình và những cái chữ rẻ được lặp đi lặp lại. Chị đang bán hàng đấy. Dạ, rẻ được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Và em đã dấn thân vào nó và cuối cùng em đã phải tốn 5 tỷ cho nó. Em cảm ơn em trộm vía. Xin chồng 5 tỷ quay MV, Võ Hạ Trâm comeback cực hoành tráng với The Love Journey. Võ Hạ Trâm chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với dự án âm nhạc hoành tráng mang tên The Love Journey sau 2 năm vắng bóng. Về với em sẽ là sản phẩm đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc Việt Ấn The Love Journey, gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023. Ca khúc sẽ chính thức lên kệ trên mọi nền tảng vào 7 giờ tối ngày 12 tháng 4. Võ Hạ Trâm cũng đã hé lộ một số thông tin ấn tượng về dự án The Love Journey, cho thấy mức độ chịu chơi của cô và ekip khi đi 800 km tại 12 địa điểm với 15 layout makeup và trang phục và ekip hơn 200 thành viên tại Ấn Độ. Toàn bộ kinh phí cho dự án lần này lên đến 5 tỷ, được tài trợ bởi chính ông xã của Võ Hạ Trâm, Vikash. Với những con số khủng được hé lộ, The Love Journey chắc chắn là một trong những dự án âm nhạc đáng mong chờ của năm 2023. Võ Hạ Trâm từ lâu đã được khán giả nhớ đến là một nghệ sĩ sở hữu giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc độc đáo. Các sản phẩm của cô luôn được thực hiện chỉnh chu, cho thấy sự nghiêm túc tuyệt đối của nữ ca sĩ đối với âm nhạc. Lần trở lại này, Võ Hạ Trâm đã và đang hết mình chuẩn bị cho từng chi tiết nhỏ nhất để đem lại những sản phẩm chất lượng xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả trong suốt thời gian qua. The Love Journey không đơn thuần chỉ là tình yêu mà Võ Hạ Trâm dành cho Vikash, mà còn là tình yêu dành cho gia đình, quê hương ông xã. Chính tình yêu đó đã là động lực để nữ ca sĩ thực hiện dự án Việt Ấn lần này, với mục đích giao thoa, tạo nên sự gắn kết giữa hai nền văn hóa của hai quốc gia.
Thực ra cái dự án này là Trâm đã ấp ủ 3 năm trước. Khi mà Trâm vừa hoàn thành xong cái dự án nhà anh trên đỉnh Chà Leo với anh Tùng Phan, cũng là những gương mặt rất là quen thuộc, thì chúng tôi ngồi với nhau và lúc đó anh là Trâm đã muốn làm những cái gì đó về Ấn Độ rồi. Thì lúc đó anh Tùng Phan có nói với Trâm là: "Trâm ơi, em qua Ấn Độ em quay đi, đẹp lắm mà quay dễ lắm, cầm một cái máy hai ba người qua Ấn xong em mua cái sari bên đó mình đi vòng vòng là mình quay được rồi, rẻ lắm Trâm ơi, rẻ lắm." Dạ, em đã bị thuyết phục, em bắt bị thuyết phục với cái sự nhiệt tình và những cái chữ rẻ được lặp đi lặp Chính lại là bán nhiều hàng lần. đấy. Dạ, rẻ được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, và em đã dấn thân vào nó, và cuối cùng em đã phải tốn 5 tỷ cho nó. Em cảm ơn anh trộm vía quá trộm vía. Vâng ạ, à, cái ý tưởng đó nó đã được có cách đây 3 năm, và khi mà anh em bắt đầu cái dự định là sẽ chọn ca khúc để quay và bắt đầu những cái process tiếp theo, thì chọn ca khúc quay xong, phối khí xong, thu âm xong, tụi mình chuẩn bị những cái phần tiếp theo như là chọn bối cảnh quay, thì đùng một cái toàn nhân loại trong chúng ta phải ngưng động, ngưng trệ trong vòng 2 năm. Và trong 2 năm đó Trâm cũng may mắn được làm mẹ, là mẹ của một cô bé rất là dễ thương. Thì Trâm nghĩ là chắc là dự án này nó sẽ không có được thực hiện được, bởi vì lúc đó Ấn Độ cũng vẫn chưa mở cửa cho những chuyến bay. Và Trâm đã bắt đầu bắt tay vào một cái dự án khác, và Trâm nghĩ là cái ngày hôm nay Trâm sẽ ra cái dự án đó. Nhưng mà khi mà Trâm đã làm xong cái dự án kia thì một cái tín hiệu từ vũ trụ gửi xuống cho Trâm: "Trâm ơi, hãy làm Ấn Độ đi, Trâm ơi, hãy làm Ấn Độ đi." Câu nói đó lặp đi lặp lại trong lỗ tai của em nhiều lần, qua nhiều ngày khác nhau, và cuối cùng theo trực giác của mình em đã quyết định làm lại dự án Ấn Độ. Và may mắn là khi em quyết định quay trở lại với dự án này thì vũ trụ đã kết nối cho em với những con người rất tuyệt vời để mình có thể làm và bắt tay vào cái dự án này một cách thuận lợi nhất, tròn trịa nhất. Em nghĩ mọi thứ nó đều là cái duyên, nó đến đúng thời điểm, nó đến đúng thời điểm mà chồng em cũng gom được 5 tỷ để cho em làm. Trước đây khi mà trước khi 3 năm trước thì lúc anh chưa có 5 tỷ và tụi em cũng chưa có khả năng về mặt kinh tế. Hôm nay anh ấy đã làm đủ cái con số đó nên tụi em đã có được The Love Journey. Câu trả lời thứ hai, ý anh Nguyên Kha muốn hỏi em là em có muốn lấn sân để thiên về mở rộng thị trường qua cái hướng âm nhạc giải trí nhiều hơn hay không, thì em cũng chia sẻ với mọi người rằng đây là cái dự án mà em cảm thấy là mình muốn tạo một cái cảm xúc mới cho âm nhạc của mình. Và trong suốt bao nhiêu năm ở nhà làm mẹ thì em luôn ấp ủ mình phải làm một cái gì đó thật bùng nổ và thật khác, và mình phải thật đã với nó. Và em quyết định là làm cái dự án này với những cái về show body, về hình thể, về dance, để tạo cho mọi người một cái cảm xúc mới về Võ Hạ Trâm. Và Trâm có nhớ là ngày xưa khi mà đi học á, thầy thầy Tâm có dạy Trâm một điều là những gì con học, những cái nền tảng căn bản của trường, thì khi mà con học tốt những cái nền tảng đó thì sau này con muốn hát cái gì cũng được. Và Trâm đã áp dụng cái những cái gì mà Trâm đã được học ở tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để có thể tung tẩy hơn trong cái giọng hát của mình qua cái ca khúc Về Với Em này. Và để phù hợp hơn với cái hình ảnh Bollywood, chắc chắn là không thể thiếu những cái phần dance hay là múa bụng vân vân. Nhưng đó không phải là cái hình ảnh trong bước đường tương lai của sự nghiệp của Trâm. Đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Và thông qua cuộc dạo chơi này, Trâm cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng thường những bà mẹ một con sẽ không tự tin lắm với việc là thể hiện nét đẹp của người mẹ. Mọi người nếu mà có để ý kỹ trong clip thì trên cơ thể của Trâm, cái phần eo, Trâm vẫn để những cái vết rạn khi mà Trâm mang thai và sinh con. Và Trâm cảm thấy là cái điều đó là cái điều tuyệt vời khi mà Trâm được làm mẹ, và đó là cái nét đẹp vô cùng thiêng liêng mà Trâm muốn chia sẻ với tất cả các bạn đang làm mẹ, những người mẹ bỉm còn đang thiếu tự tin về bản thân mình. Hãy luôn luôn yêu bản thân mình, yêu cái đẹp mà không phải ai cũng có được. Và những gì mà mọi người thấy đó là sự nỗ lực của một người mẹ một con đã trải qua.
Cảm ơn bạn đã xem tin Hotpot trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, sôi sào mới nhất nhé.